Chào mọi người nha. Bữa nay mình đóng Vận Thọ đi Cần Thơ. Cái anh chị này ở Cần Thơ đặt mình 1.000 cây Vận Thọ nha. Thì bữa nay mình giao cho anh chị. Cái giống Vận Thọ này là bông bông to vậy nha anh em. Bông bự vậy nè, đó. Cho nên là rất là đẹp. Giống này là chỉ có quê mình mới có thôi nha anh em. Chỉ có chỗ mình mới có cái giống bự này nè. Còn mấy chỗ khác là không có giống bự gì đâu. Mình đóng đi xa thấp thỏm lắm mọi người. Lỡ nó ok ngon lành nói gì chứ. Hư hao rồi tội nghiệp khách. Thấy giờ chứ cũng có rễ nha anh em, đó rễ trồng xuống ngon. Này nó bị sơ sơ nha mọi người. Mọi người khi mà trồng thì mình lặt nó ra nó đẹp à. Cái này mọi người trồng thì khi trồng thì vài ba bữa là nó tỉnh lại là nó đẹp thôi nha mọi người. Bị đi xa bao giờ nó cũng hơi bèo nhèo tí xíu.